chắn là đến cuối chương trình thì Trang My cũng sẽ có một món quà để tặng cho anh Hiếu, dù cho có tỏ tình hay là không, nhưng mà đó cũng là một món quà kỷ niệm thật là chân thành gửi đến cho anh Hiếu. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời, nói ra sợ trong cái lúc đi cùng nhau thì anh có kêu em hát nhưng mà em không hát, em muốn giấu đến cuối cùng thì mới cho anh bất ngờ được. Thì bản thân của anh thấy rất là bất ngờ. Dạ. Bất ngờ với sự xuất hiện của em rất là đẹp. Đẹp nhưng mà lại kèm theo đó nó có một cái gì đó nó rất là lãng mạn cơ. Cảm ơn anh, anh vui là được rồi. Anh rất là vui. Dạ rồi. Và anh rất là thích cái phong cách của em ấy. Từ lúc Hiếu gặp Trang My đến giờ, cô ấy luôn cố gắng. Mặc dù là nếu ngoài cuộc sống chưa chắc cô đã phải là như vậy. Và Hiếu đã tìm mọi cách để cho cô ấy thoải mái nhất, để cho cô thể hiện con người của mình nhất. Và suốt một ngày thì đến bây giờ thì chắc cũng là gần hết những thử thách của chương trình rồi. Thì Trang My càng ngày càng thấy là anh Hiếu có cái sự chủ động khi mà nói chuyện với người khác thì làm cho người khác thoải mái hơn, và Trang My dần dần giống như là mở rộng lòng mình nhiều hơn. Đi tuyệt vời. Dạ đúng rồi, em thích không gian ở đây. Cảm ơn em. Em đã bụng chưa? Có, đói bụng rồi. Thôi thì bây giờ mình ăn nha. Vừa ăn mình vừa okay. Nói chuyện tiếp ha. Dạ. Yeah. Ok. Của em đây. 24 giờ gặp nhau. Chúc mừng vì điều đó. Chúc mừng. Cheers. Yes. Anh nhìn em cười vào anh. Anh đem dễ thương. Chẳng lẽ không nhìn em nữa. Nếu có một điều ước ấy, em ước cái gì vào bây giờ? À, vì người ta hay nói là cái điều ước mà nói ra nó sẽ không thành hiện thực, nên là em chỉ ước thầm thôi chứ em không nói ra đâu. Thật á? Còn anh nếu có một điều ước thì anh ước cái gì? Anh ước là bây giờ anh được đi ra ngoài ngay lập tức. Thật luôn hả? Thật. Tại vì qua hành động của em nói, qua câu trả lời của em. Tại vì với anh ấy thực sự không có sóng truyền hình ở đây. Là đúng con người của anh. Nếu bây giờ anh đứng dậy đi em buồn không? À, thật lòng. Dĩ nhiên là sẽ có. Có thì sẽ làm. Ngồi ra đây nhé. Ok. Ok. Bye bye.
tình cảm của Hiếu bây giờ với cả Trang My thì lúc mà làm bánh ấy thì nó nhiều hơn. Bây giờ ấy, nó lại bị giảm đi. Có thể là qua một cái cuộc nói chuyện hay trong cái quá trình mà tương tác với nhau thì làm cho mình tự nhiên mình cảm giác là nó thiếu cái gì đó. Đang gọi là cho em trải nghiệm những cảm xúc khác nhau. Đúng là sáng giờ em chưa có cảm xúc buồn thôi. Cảm xúc hụt hẫng nữa. Bất ngờ quá. Có thêm một bất ngờ nữa. Là một món quà nữa anh đeo cho em. Dạ rồi. Tình nó quá nha. Ok. Cảm ơn anh, cảm ơn quà của anh. Ok, em ngồi đi. Em cảm thấy vui với ngày hôm nay không? Em cảm thấy mãn nguyện với ngày hôm nay không? Em cảm thấy vui với ngày hôm nay. Nào, mượn rượu tỏ tình. Khung cảnh đẹp. Giờ chỉ đợi một câu nói hay từ em nữa rồi đó. Là hôm nay gọi là happy ending. Tại vì bạn thân em trước giờ em không có chủ động trước một bạn trai chưa bao giờ luôn. Tại vì trước giờ các bạn trai đều chủ động với em đúng không? Đấy là thành thói quen rồi. Hôm nay là một ngày mới, mình thay đổi một ngày mới. Mình chủ động một bạn trai khác. Em khó mà thay đổi được cái suy nghĩ đó. Mình sẽ còn gặp nhau nữa đúng không? Dạ đúng rồi, mình sẽ còn gặp nhau nữa. Ok. Bây giờ em có thể đứng lên và em ôm anh một cái được không? Dạ được. Ôm mà phải hôn thật lòng. Hả? Hôn hả? Hả? Hôn hả? Ừ. Em ngại lắm. Ok. Dạ. Em rất cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho em quá nhiều cái cung bậc cảm xúc. Vui có, mấy xíu nữa là không có buồn rồi, nhưng mà lúc cuối vẫn có buồn. Và thật sự là em cảm thấy rất là vui ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Bây giờ đến hiểu ý nhau. Các bạn lần lượt bốc 5 câu hỏi do chương trình đưa ra và trả lời bằng cách viết ra bảng để thử mức độ hiểu ý của nhau. Em sẽ bốc. Đầu tiên, Trang My thích son môi màu gì? Về phong cách ăn mặc chắc là em thích nhẹ nhàng đúng không? Yêu màu hồng, thích màu tím. Rồi, 1, 2, 3, xanh đen. Màu hồng, đúng rồi, tại vì cái này cũng dễ mà. Con gái thường hay coi màu hồng. Khi chọn nhẫn kết hôn, hai bạn thích chọn mẫu bằng vàng, bạc hay bạch kim? Kim. Tại sao nên không có diamond nhỉ? Thế 50-50 đấy. Thích đại thôi. Chẳng biết là anh chọn cái gì. Chọn anh biết cái gì mà nhiều danh. Rồi 1, 2, 3. Đã chồng tiếp. Ủa ôi. Hay thế nhỉ. Em với anh cũng hợp đấy. Tiếp theo sẽ là
sao anh biết rồi đây? Món ăn mà Hiếu Nguyễn ghét nhất là gì? Ví dụ như là những món gì có mùi anh khó ăn không? Món của Thái mà nó là một trong những cái dạng mà em biết nó cay ấy. Nó cay rồi nó sao nữa? Rặn nước. Xong có cái con gì mà nó sệt sệt ấy, xong là nó có màu vàng. Gì ghê. Rồi nó có Thôi nghe mà sợ quá à. Người ta bảo là quang quác như con gì bừa đẻ. Dạ. Ừ. Thêm chú Quyền nữa. Rồi. Đúng. Không mà anh gợi ý quá, quá nhiệt tình luôn á. Tại vì em thông minh mà. Mà anh gợi ý chỉ có được 20% thôi. Rồi. Anh đọc này cho nó. Anh mong lại cái câu dễ đi. Nếu kết hôn hai bạn thích thiệp cưới màu gì? Thôi. Cưới màu gì? Nghĩ câu này không có khó mới là đúng ấy. Em mà thay đổi sở thích liên xoay xoay cái chắc là ngất luôn đấy. Hôm nay mình có duyên gặp màu gì? Màu hồng. Chạy cái để ghi màu xanh nhỉ. Ồ, trong khi người ta là tấm thiệp hồng trên bàn. Đây, một loạt này. Nhưng mà không sao. Sao em lại thích màu xanh? Tại vì nhiều khi cái thiệp cưới màu hồng nhìn nó bị... Nó không có đẹp bằng màu xanh. Em thích màu xanh. Ok. Tiếp nha. Trong ngày lễ Valentine, bạn sẽ thích làm gì cùng người yêu? Trong ngày lễ Valentine. Rồi. Em định nghĩ ra như vậy rồi đó nhưng mà sợ anh không có nhớ. Ồ. Xong em không sao em hỏi cái này để cho chúng ta hiểu là mức độ hiểu nhau đến mức nào. Rồi đủ 5 câu rồi đúng không? Đây 2 câu. Sai 2 câu. Jamie cô ấy là cô gái rất là trẻ và trong cái phần mà hai người đoán hiểu ý nhau ấy thì Hiếu nghĩ như vậy cũng rất là tốt rồi. Bởi vì sao mình mới gặp nhau có 24 tiếng và đã hiểu Hiếu được như vậy thì cũng là nhiều rồi. Tại vì tìm hiểu một người đâu phải qua 24 giờ là mình có thể hiểu được nhau. Nhưng mình đang cố gắng để hiểu cái người bên cạnh của mình. Ở Hiếu là đến giây phút này thoải mái, đúng là con người của mình và hài lòng.